Chào cả nhà, hôm nay em giới thiệu cả nhà mình là 23 cây sứ Thái ghép ha. Trong video này thì có sứ zin nè, cây hàng VIP và cây ghép thông thường. Giá cây em bán hôm nay có giá từ 30.000 cho đến 500.000 một cây. Đơn hàng gửi đi là 200.000 trở lên mới gửi nha cả nhà. Mình có cây số 1. Số 1 là ghép Phúc Tấn, hoa 3 lớp. Màu hồng, hồng với trắng nha. Có người kia hồng đốm nè. Đây, cây 6 bo 150.000. Củ dưa chậu C10, cây dưa chậu C10 của bên em có hành củ từ 55 đến 65 nha cả nhà. Cây này khỉ tàn, cây rất là đẹp luôn nè. Cái số 2, số 2 là Long Thành, 3 lớp màu đỏ. Cây 9 bo 120. Số 3, Phương Lam 23, giống hoa chuyển màu nha. Cây đang ra nụ quá tay luôn. Hoa này nó màu vàng, nó nở vài ngày nó sẽ chuyển qua màu hồng nha cả nhà. Cây ghép 10 bo 130. Số 4 là Ferrari, trắng viền đỏ. Ferrari mình ghép 10 bo 130.000. Số 5 là Phương Lam X5, màu hồng sọc, giống này hoa cực kỳ rộ luôn nè cả nhà. Có hương thơm nữa nha. Cây 6 bo 150.000. Số 6 là cây hàng VIP, cây ghép hai giống mắt biếc với lại cung điện nha. Cây 9 bo, 8 bo mắt biếc, 1 bo cung điện, 500.000. Cây này về mình sang qua mình nuôi trong chậu 7 hoặc 8 tấc luôn, cây rất to. Tiếp số 7 là ghép hai màu rồi mưa tới luôn. Rồi, em tranh thủ làm lẹ nha. Màu đỏ này là của Quyết Thắng này nha cả nhà. Màu đỏ đậm luôn, Quyết Thắng. Vàng lạ, hoa ba lớp vàng cam, viền hồng có hương thơm. Cây này củ hàng VIP luôn, củ này mình cũng nuôi trong chậu 7 hoặc 8 tấc. Cây 7 bo 500.000. Số 8 là màu vàng Reti có hương thơm. Cây 6 bo 130. Số 9 Ruby 5 cánh màu đỏ, hoa như hình luôn. Củ này rất đẹp, củ quái, cây 6 bo 150. Số 10 Candy, màu vàng viền hồng, cây 8 bo 150. Số 11 Quang Phát, 2 lớp màu đỏ, cây 7 bo 150. Mưa tới em tranh thủ lẹ. Rồi, số 12 là Kim Lân nha. Kim Lân, hoa này cực kỳ sáng màu luôn. Cây 6 bo, có cái sẹo đây, sẹo đã lành. 30.000 chậu C10. Số 13, Quỳnh Chi 6 bo 130, màu trắng viền hồng. Số 14, Ảo Vọng 7 bo 120. 15, Sĩ Thư 1, 3 lớp màu trắng viền hồng, hoa cực kỳ rộ, đây dàn nụ nữa nè. Cây 7 bo 120. 16, Én 2 lớp. Đây, én mình đang vô nụ tự dài tầm cỡ khoảng 2 tấc nha, 2 tấc trở lên. Cây 4 bo 150, củ to. Củ này về mình nuôi trong chậu 6, 5 hoặc 6 tấc. Tiếp số 17. Số 17 á là Trà Mi 8 nha. Trà Mi 8, hoa cánh nhọn nè cả nhà. Hai lớp cánh nhọn nha. Trà Mi 8 tự dài. Cây 9 bo 120. Số 18. 18 là mặt 18 màu. Số 18 này là Ý Xuân nha, 3 lớp màu vàng có sọc hồng. Ý Xuân đây, màu vàng nha cả nhà, 3 lớp màu vàng sọc hồng, cây 5 bo 150. Số 19, Mộng Yến, đây Mộng Yến đây. Mộng Yến một hoa nó 3 màu luôn nha, hoa 3 lớp. Mộng Yến cái giống này hoa rộ lắm. Cây mình 7 bo, củ hình quái. 130.000 củ nữa nè. Mưa lâm râm tới rồi, em tranh thủ quay lẹ. 130.000 Mộng Yến. Số 20 Tỏa Dương. Đây, Tỏa Dương giống này có hương thơm nha cả nhà, màu vàng có sọc hồng. Có hương thơm, tàn bung ra em đặt thử ngang qua là gần 4 gang tay em luôn. Cây mình 8 bo 130.000. Số 21, một em củ quái nha. Củ quái một cái giống mới nè, giống này mấy anh chị hổm ghép đi thi đạt giải nữa nè. Hoa nó rộ lắm, màu tím. Tên cây là Phạm Thùy Dương nha, Phạm Thùy Dương hoa màu tím. Củ hình quái, cây trong chậu C10, củ quái nè nha cả nhà. Củ mình già mà quái nữa, cây 6 bo 250.000. 250.000 cho em Phạm Thùy Dương này ạ.
Tiếp 22, 22 là một em dáng nằm. Này là ghép giống Diệu Ngọc. Đây, Diệu Ngọc. Trắng, nền trắng viền đỏ nha cả nhà, trắng và đỏ nè. Diệu Ngọc củ quái. Cây 4 bo 150.000. 23 là cây sứ zin. Hoa 3 lớp màu hồng, để coi có hoa chưa. Đây, 3 lớp màu hồng nha. 3 lớp màu hồng tên Kỳ Duyên. Cái tàn của nó là nãy em nó kéo thử, nó đo thử á, tàn nó bung ra là gần 1 mét luôn. Tàn bung ra rộng lắm nha cả nhà. Cây này xả tàn nó mới vừa lên lại là bung ra 1 mét, tàn rất đẹp luôn. Đây mình xuống xem cái đế nữa nha. Rồi, cái dàn đế nữa nè. Cái củ này là em còn chôn sâu để nuôi củ nè, chưa có cơi lên. Mình cơi lên thì mình sẽ nhìn thấy cái củ nó to rõ hơn. Nhưng cái này mình muốn nuôi củ lớn thì mình chôn sâu như vậy thì cái củ nó lớn lẹ. Rồi, cái cây này là em bán giá 200.000 nha cả nhà, 200.000 cho cây Kỳ Duyên nè. Rồi, hôm nay em giới thiệu cả nhà mình là 23 cây ha. Cả nhà xem trong video này, nếu yêu thích cây nào mình muốn đặt hàng thì cứ gọi theo số máy 0981813055 nha. Số đó em có xài Zalo luôn. Hoặc là mình kết nối Zalo rồi mình nhắn tin nha, để rõ mã số cây kèm số điện thoại thì bên em sẽ liên hệ với mình mà lấy thông tin gửi hàng nha cả nhà. Em ship hàng toàn quốc luôn. Còn đi xe Tô Châu thì cây sẽ để nguyên chậu gửi cho mình. Đi Tô Châu từ Bình Dương đổ về miền Tây để nguyên chậu gửi. Còn đi bưu điện sẽ nhổ ra rũ sạch đất, đóng thùng hàng giao tận nhà luôn. Bên em thì nay có cung cấp thêm nguồn phân hữu cơ là phân dơi ha. Phân đó em cung cấp sỉ và lẻ luôn. Phân đó mình bón được cho tất cả các loại cây trồng. Đối với cây kiển mình là nó giúp cây mình là có vàng lá dày xanh, ít sâu bệnh, rễ khỏe, nụ ra nhiều, hoa có màu sắc chuẩn. Cả nhà có nhu cầu xài phân thì cứ alo với bên em ạ. Thì trong tháng này thì em bán có chương trình á, là mình mua 10 cây em sẽ tặng 1 cây làm quà. Còn mua 5 cây sẽ tặng 500 g phân hữu cơ để về mình bón cho cây trồng. Cả nhà ai chưa bấm đăng ký kênh thì mình hãy bấm đăng ký và bấm vào chuông thông báo ha. Để mỗi khi em đăng video mới lên thì nó sẽ báo cho mình tiện theo dõi ạ. Rồi, chúc cả nhà có một buổi tối ngắm hoa nhiều niềm vui.